Thùy Tiên chính thức lên tiếng trước tin đồn bỏ bê Thiên Ân, trải lòng khi kết thúc nhiệm kỳ Miss Grand International. Trong bài chia sẻ phỏng vấn mới đây, Hoa hậu Thùy Tiên chia sẻ trước tin đồn bỏ bê Thiên Ân không giúp đỡ đàn em. Bên cạnh đó, nàng hậu còn chia sẻ cảm xúc trước khi kết thúc một năm nhiệm kỳ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Cách đây ít giờ, trang chủ Miss Grand International thu hút đông đảo sự chú ý của fan sắc đẹp trên toàn thế giới khi đăng tải hình ảnh của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bên chiếc vương miện mới và chú thích rằng Who will bring home the golden crown? Tạm dịch, ai sẽ là người mang vương miện vàng về nhà? Đây cũng sẽ là khoảnh khắc cuối cùng của Thùy Tiên bên chiếc vương miện này vì tối nay, mẫu vật sắc đẹp sẽ được trao cho người kế nhiệm. Ngay lúc này đây, có lẽ Thùy Tiên là người hồi hộp hơn ai hết khi sắp phải tạm biệt ngôi hậu. Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 1998 nhận được rất nhiều sự quan tâm khi chia sẻ hình ảnh đang cùng ekip trang điểm chuẩn bị cho sự kiện quan trọng diễn ra vào tối nay. Kèm theo đó là dòng chú thích bày tỏ cảm xúc tiếc nuối, Last Day Miss Grand International. Trước khi chia tay vương miện sang hành trình khác, Hoa hậu Thùy Tiên xúc động chia sẻ một năm qua hoạt động của mình. Chia sẻ trong bài phỏng vấn, cảm xúc này thật ra là khác rất nhiều, tại vì như kiểu một hành trình của mình, nó được tua đi tua lại như một cuốn phim của mình vậy đó. Vậy thì khi mình nghĩ những kỷ niệm đó, những trải nghiệm đấy thì tôi đều rất là xúc động, bồi hồi, nghẹn ngào. Nhưng mà thôi, một chương đóng lại sẽ có một chương mới mở ra, tôi tin chắc rằng sẽ là như vậy. Mình cũng có nhiều dự định sắp tới, mình cũng mong muốn có được nhiều thời gian cho bản thân mình nhiều hơn, nên tôi cũng đang háo hức chờ đợi. Đại diện hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam đến với nhiều nước trong các nhiệm kỳ của mình, tên của em, những câu chuyện hay câu nói của em đã trở thành những đề bài trong các đề thi. Bài Final Quote được yêu thích. Trong 13 nước đi qua, tôi xúc động nhất ở Angola. Chuyến đi Angola của tôi không có nhiều hoạt động như kiểu tham quan ngắm cảnh gì hết trơn. Đa phần chỉ là đi từ thiện thôi, cho nên mình được đi hoạt động từ thiện rất nhiều. Đặc biệt là cuộc sống của người dân Angola, nó khác xa so với tưởng tượng. Nó khó khăn hơn rất là nhiều so với mình tưởng tượng. Cho nên nó để lại cho tôi nhiều kỷ niệm và ấn tượng nhất. Mình biết ơn với cuộc sống mình nhiều hơn. Trước tin đồn mua 2 căn nhà, thay đổi cuộc sống sau khi trở thành Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, Thùy Tiên cũng cho rằng, dù cuộc sống có thay đổi, nhưng những nỗ lực cô đều cố gắng mỗi ngày. Tôi đã mua cho mẹ tôi. Hiện tại, mục đích của tôi là tôi đang mong muốn là cuối năm nay hoặc đầu năm sau sẽ có thể mua thêm cho bà tôi nữa, là tôi hoàn thành mục tiêu của cuộc đời. Xong rồi tôi sẽ sống cho tôi nhiều hơn, thoải mái hơn. Còn bây giờ, tôi tập trung báo hiếu trước. Không thì cuối năm nay rồi, nếu có tiền thì cũng mua xe để cho công việc của mình thôi. Nhưng mà mỗi người đều có thước đo hạnh phúc khác nhau. Có những người họ hạnh phúc khi được chăm sóc, họ được chiều chuộng. Hay có những người họ được hạnh phúc khi được chăm sóc cho người khác. Thì bản thân em cảm thấy tự hào khi mà mình làm được những điều đó cho gia đình của mình. Thì em cảm thấy tự hào nhiều hơn là tuổi thân. Em không thấy gì là tuổi thân cả. Mình cũng là một cô gái, cũng còn trẻ. Nhưng mình đã trả hiếu cho ba mẹ của mình được nhiều điều như vậy, em thấy là tự hào nhiều hơn. Trong chia sẻ này, Thùy Tiên cũng lên tiếng trước tin đồn bỏ bê Thiên Ân suốt thời gian qua. Thiên Ân tôi nghĩ là một cô gái với sự chuẩn bị ít ngày như vậy mà đi thi thế thì quá giỏi, quá bản lĩnh, ở một độ tuổi khá còn trẻ như vậy và cũng rất là hòa đồng, thân thiện, dễ thương. Tôi thấy mắc cười, thật sự không hiểu mọi người nghĩ vậy. Tại vì cơ bản nếu mọi người biết lịch trình thì mọi người sẽ biết những điều đó không thể. Và bản thân tôi cũng không có ý định là gặp là chạy vô. Ân ơi em quay video với chị đi, chị đăng lên. Hay là em chạy lại chụp hình với chị đi, chị up lên. Đa phần các thí sinh chụp với tôi là đa phần họ chạy lại xin chụp với tôi thì họ đăng lên thôi. Còn lại tôi cũng không có. Bình thường tôi cũng không xin chụp hình với ai hết trơn, cho nên tôi cũng không hề có gì là xa cách hay là gì hết. Trong khi Ân với tôi gặp nhau là nói chuyện bình thường, đều tương tác bình thường thôi. Hay là những lúc đó tôi phải cầm máy quay để tôi canh úp lên hả? Chứ ban đầu tôi cũng thấy mắc cười, mà sau đó cũng có nhiều người nhắn, nhiều người nói vấn đề này em thấy nó. Thôi, sẵn đây thì tôi cũng nói luôn, bản thân mình mỗi một mình tới đây để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình trên chặng đường Miss Grand. Mình cũng có nhiều công việc, mình cũng có lịch trình khác chứ không phải lúc nào cũng giống lúc nào cả. Trong mắt fan sắc đẹp Việt lẫn quốc tế, Thùy Tiên đích thị là Miss Grand International đặc biệt nhất. Suốt nhiệm kỳ 10 tháng vừa qua, Thùy Tiên luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để hoàn thành tốt nhiệm vụ và vai trò của mình. Ngay lúc này đây, đông đảo fan sắc đẹp đều đang hướng về đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế với mong muốn được chiêm ngưỡng màn final quốc của Thùy Tiên và chúc mừng cho tân hoa hậu kế nhiệm. Liệu Việt Nam chúng ta có trở thành quốc gia B2B giành vương miện liên tiếp trong 2 năm liền hay chăng? Cho đến đêm 25 tháng 10, tất cả sẽ rõ.